Đây là một hộp spirulina của Nhật. Trên tay mình đang là lọ tảo xoắn spirulina của Nhật. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối ở rất nhiều kênh. Trong công bố chất lượng và các thành phần dinh dưỡng trong tảo xoắn ấy, thì còn nó có chi tiết các thành phần, các vi chất ở trong đấy, protein là bao nhiêu, chất béo là bao nhiêu, lượng đường hay canxi, sắt, mangan, kẽm, có rất nhiều chất. Bạn có thể xem chi tiết ở trong các cái trong cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả này. Tất nhiên nhá, mình phải nói là cái này là phải tùy nhà sản xuất chứ không phải là sản phẩm của hãng nào cũng giống nhau, bởi vì cái này nó do công nghệ nuôi trồng nên có thể là sản phẩm của sản phẩm của hãng A này thì tỷ lệ vitamin A, vitamin B chẳng hạn, ví dụ là đạt từ 2,2 đến 4,8 mg đấy, nhưng mà sản phẩm của hãng kia do công nghệ nuôi trồng thì nó chỉ có đạt tới 0,1, 0,2, cái này là hoàn toàn khác nhau nhé. Thế nên là không thể nào là sản phẩm nào giống hoặc sản phẩm nào, vì cái này nó phụ thuộc vào công nghệ nuôi trồng. Công nghệ nuôi trồng cái này là mình xin mở hoặc nói riêng là mình đã có thử nghiệm, ví dụ chẳng hạn như là sản phẩm nuôi trồng ở Việt Nam mình đã có lần xét nghiệm rồi, thì là cái thành phần dinh dưỡng, thành phần vi chất trong này nó cũng rất khác biệt so với cái sản phẩm tảo của Nhật. Bởi vì ví dụ như sản phẩm tảo Nhật của cái hãng Ankê này thì mình xem trên website hay là trên VTV TV của Đài truyền hình Việt Nam cũng có đưa về cái công nghệ nuôi trồng của họ, đó là công nghệ nuôi trồng nước biển sâu, thì họ hút từ nước biển sâu lên để nuôi trồng, đặc biệt nó họ chọn những cái vùng biển đấy, nước ở đấy đạt chất lượng để nuôi trồng. Thứ hai là nguồn nước, rồi cách cách nuôi cấy, cách cho ăn, cách nó sẽ quyết định đến chất lượng của sản phẩm, vì cái này là vấn đề là công nghệ nuôi trồng mà. Đấy, cái này nói thêm trong video này thì muốn đề cập đến cái vấn đề về công dụng của tảo spirulina. Mình sẽ sơ lược qua một số cái phần lớn các nghiên cứu về công năng, công dụng của tảo spirulina đã có từ nhiều chục năm nay, bởi vì tảo spirulina đã được phát hiện và nuôi trồng, nghiên cứu từ năm 60 năm nay. Nên trên thế giới, trên những nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, các nước phương Tây, họ đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, và mình sẽ để link ở dưới để mọi người tham khảo. Thì có những nghiên cứu từ đã được công bố ở Thư viện Y học Hoa Kỳ ghi chép đầy đủ, mọi người có thể tham khảo và truy vấn. Có một nghiên cứu tại Đại học Tokai của Nhật Bản năm 1998, trên 30 người có lượng cholesterol cao, tức là cao huyết áp và tăng lipid máu, cho thấy lượng cholesterol triglycerides LDL giảm sau khi sử dụng spirulina trong 8 tuần và không cần thay đổi chế độ ăn kiêng, và không có ghi nhận phản ứng phụ, với mức tiêu thụ bình quân là 4,2 gram tảo, tức là tương đương với 21 viên spirulina dùng mỗi ngày trong vòng 8 tuần, với tổng lượng cholesterol giảm đáng kể, tức là khoảng 4,5% trong 4 tuần, và làm giảm nhẹ cái nguy cơ bệnh tim mạch. Đó là một nghiên cứu của trên thử nghiệm của Nhật Bản. Có một công bố tảo spirulina cũng tốt cho mẹ và bé, bởi vì tảo spirulina có chứa phong phú các axit amin. Axit amin là một trong thành phần mà có tỷ trọng cao bậc nhất
sau protein trong spirulina. Thế nên là cái tảo spirulina rất tốt cho trẻ, để cho các bà mẹ có nguy cơ thiếu sữa. Một trong những đặc điểm cực kỳ nổi bật và có rất nhiều công trình nghiên cứu nói về tính chất này của tảo spirulina đó là chống lão hóa. Tảo spirulina có chứa rất nhiều loại chất chống lão hóa như beta carotene này, vitamin E này, axit linoleic này, đồng thời với sắt, canxi trong tảo spirulina giúp chống oxy hóa, chống lão hóa, thiếu máu, chống xốp xương ở người già. Tại Nhật Bản đã có nhiều công trình nghiên cứu về tảo spirulina. Người Nhật họ coi rằng dùng tảo spirulina là nguồn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bớt nguy cơ bệnh tật. Và họ có một công trình nghiên cứu trên cộng đồng rằng nếu dùng tảo spirulina sẽ giảm được chi phí chữa bệnh cho mọi người. Có công trình rất nhiều, có phải có vài công trình nghiên cứu để chứng minh rằng tảo spirulina bổ sung dinh dưỡng và tốt cho những người bệnh tiểu đường. Spirulina rất giàu vi chất, chất khoáng, vitamin, protein nhưng lại nghèo năng lượng vì ít chất béo và rất ít bột đường. Nên nó là thực phẩm ưu tiên cho những người bị tiểu đường type 1, type 2. Đã có công trình nghiên cứu rằng là khi sử dụng tiểu đường, họ đã trên thực nghiệm thì khi sử dụng spirulina thì đã giúp cho giảm nguy cơ được tiểu đường của những người bệnh. Với những người cần bổ sung dinh dưỡng thì tảo spirulina cũng là một nguồn thực phẩm bổ sung tốt, lại an toàn, không tác dụng phụ, không sợ béo. Với chị em mà thì nhu cầu làm đẹp, giữ dáng, đẹp da, chống lão hóa thì spirulina là một điều tuyệt vời. Spirulina có thể dùng ngoài việc là bổ sung dinh dưỡng vào cơ thể thì còn có thể sử dụng để làm đẹp da, chăm sóc da bằng tảo bột. Đấy. Hiện nay cũng có rất nhiều spa đang sử dụng tảo bột để chăm sóc da. Mọi người cũng có thể tự chăm sóc da tại nhà. Đó là một trong những cách dùng mà trên thế giới họ sử dụng rất nhiều. Có rất nhiều nghiên cứu, mọi người sẽ có thể tham khảo ở dưới cái nguồn thư viện khoa học y học quốc gia Hoa Kỳ, đó là tảo spirulina có tác dụng trong phòng chống ung thư. Phòng chống ung thư đã có những công trình nghiên cứu như thế. Nghiên cứu về dùng spirulina trong phòng chống bệnh thiếu máu. Bởi vì trong spirulina có vi chất là sắt nên là rất tốt cho những người bị thiếu máu, có nguy cơ thiếu máu. Về cách dùng spirulina thì cái này có nhiều câu hỏi trên video của kênh, thì nên dùng bao nhiêu một ngày là phù hợp. Thì thông thường thì một người nên dùng từ 1 đến 3 gram spirulina mỗi ngày, có thể dùng nhiều hơn 10 gram vẫn hiệu quả và hoàn toàn không có tác dụng phụ, bởi vì đây chỉ là một nguồn thực phẩm bổ sung và các chất dinh dưỡng của nó không không có chất béo, không có đường nên rất an toàn. Mình sẽ căn theo trọng lượng cơ thể từ người lớn hay là trẻ nhỏ, hay là cần bổ sung gấp, hay là nếu chúng ta đã dùng thường xuyên thì chúng ta có thể sử dụng. Như mình là một ngày mình sử dụng bình quân khoảng tầm 10 viên. Mình dùng bình thường, đấy gì. Mình cũng đưa cho mua về cho ba mẹ mình dùng. Ở quê thì cũng khuyên ba mẹ mình dùng là cũng khoảng 10 15 viên một ngày. Với cái
phần lớn là để dễ sử dụng và uống dễ thì ta sử dụng dạng spirulina, dạng viên nén thì ta có thể mang đi bất kỳ đâu, có thể uống bất kỳ lúc nào. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể chế biến thành các món ăn. Chúng ta có thể đem xay, cho vào xay sinh tố, rồi thì làm các món kem, rồi có thể nấu cháo, xay ra thành dạng bột, chúng ta có thể chế biến được rất nhiều. Tại sao lại có thể nói là dùng spirulina cho người cần giảm béo này hoặc là người cần tăng cân? Bởi vì có hai đặc điểm, đó là người giảm béo thì cần hạn chế ăn, nhưng mà hạn chế ăn thì dẫn đến nguy cơ để suy dinh dưỡng, thiếu chất dinh dưỡng, thì dùng tảo xoắn đây chính là nguồn bổ sung dinh dưỡng mà lại không gây béo, đó chính là với việc người giảm béo. Còn đối với người mà cần tăng cân thì cần khỏe mạnh hơn, hoặc là những người tập gym cũng có thì cũng nên sử dụng tảo spirulina, bởi vì spirulina chính là nguồn bổ sung dinh dưỡng hiệu quả. Một câu cuối cùng đó là liệu có nguy cơ hay có rủi ro hay có tác dụng phụ nào từ spirulina hay không? Thì theo nghiên cứu của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA, thực phẩm spirulina được hầu hết mọi người sử dụng tốt, không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào đáng kể. Đã có công trình nghiên cứu và có link ở dưới để mọi người tham khảo nhé.